Sơn. Xin chào tất cả quý vị và khán giả nha. Hôm nay được em nghệ nhân. Là đứng em ngại gì? Thằng em nghệ nhân không lòi mặt đâu. Thằng lớp 8 à? Tên gì em? Tên Biên. Tên Biên. Nói chung anh em nào biết mà em nghệ nhân này tên Biên thì để liên hệ nhá. Hôm nay thằng em nó đến là nó mang diều đến là giao lưu, nhưng mà mỗi tội diều hơi rách tí. Thì cái này có thể là mai sửa thôi em ạ. Giờ tối rồi. Tối giờ mà đi thả hơi mệt đấy. Diều đuôi cá 3 mét, áo bằng vải. Áo này người ta gọi là áo gì em? Cái gì? Rít tốt hả? Áo rít tốt, rất tốt. Áo rất tốt. Áo rất tốt và rất đẹp. Nhưng mỗi tội hơi nát. Hơi nát. Đây là su nhân. Su nhân mà ăn thì thả gì cả tiếng đồng hồ dưa lên. Đây là cái con phế phẩm của Sơn nhá quý vị. Là con này phế phẩm, nói chung là bữa nay là thằng em đến giao lưu thôi. Thì hẹn thằng em vào ngày mai hoặc trưa. Buổi chiều em đi học không? Không à? Ngày mai anh lại đi làm giúp cho người ta đấy chứ. Ngày mai anh phải đi làm giúp dở nhà cho người ta đó. Buổi sáng anh đi, không biết buổi sáng có xong đấy. Nói chung là ngày mai trưa em cứ đến đi, tại vì trưa anh về mà gần mà. Nơi nhà khoan giếng như nãy á. Nói chung là trưa thì nói chung là em cứ lên nhà anh mà không có thì em cứ xuống đó kêu. Nhà đấy mà trực thẳng luôn. À đúng. À. Sao bị trói chân đi. À không phải. Cái đó là việc của nhà nên em mà em đừng là. Bây giờ là tỷ lệ là diều này gom về em ạ. À. Gom mang về. Ngày mai để sửa lại đó. Nếu mà em mà thích lên làm diều về cứ lên anh. Anh thì phơi tre xong đó anh mới làm được. Đây siêu phẩm nhá mọi người. Siêu phẩm nhá quý vị. Quý vị hãy like đăng ký kênh, rồi là sắp tới rồi là thằng em mà lên thì có gì hai anh em làm diều chơi vui. Nói là anh chỉ chơi cho vui thôi. Diều thì nói chung là diều anh thì dở hơi lắm. Hết con này sang con khác à. Nếu thằng em mà lên thì ok, lên nói chung là làm diều chơi cho vui nha. Bây giờ thì có thể là hai anh em thu diều và đi về thôi. Nói chung là tính thả, nhưng mà kiểu giờ cái con diều lắp ghép này của thằng em nó mất cái giỏi đèn pin anh ấy. Diều lắp ghép của thằng em nó bị mất cái khóa nên là giờ nghỉ. Nhưng mà gọi là dây lèo không có. Cái này em làm để treo đúng không? Thì giờ ha đi về đó. Hoặc là giờ gom diều lại đó quý vị ạ. Để hai anh em gom diều đó rồi có gì chiều mai giao lưu. Xin chào quý vị và khán giả lần nữa nha. Hiện tại Sơn với nghệ nhân Tré đã về nhà. Nghệ nhân gì em tên gì nhỉ? Quên. Em tên gì? Biên. Nghệ nhân Biên đã về nhà rồi. Là về nhà Sơn sắp tới lên giao lưu sau chứ tối nay mệt quá. Đúng rồi, tối nay chưa ăn cơm. Với chưa tắm nữa quý vị ạ. Giờ mấy giờ cho mượn điện thoại nào idol mình? 9 giờ. Đây nhá quý vị. Điện thoại của idol mình. Điện thoại này nói chung là thích để đập thôi quý vị ạ. Nói chung là kệ nó. Nhưng mà nó chưa muốn đập. Sớm muộn thì nó cũng bé thôi mà, không có sớm hay muộn đâu. Thì bây giờ hẹn em gọi là em idol đồ gì đó quên rồi. Biên idol Biên này ngại lên hình nên là nó khó lên tí. Thì hẹn em vào ngày mai để lên giao lưu nha. Chứ tối nay Sơn diều giờ không có dây lèo dây diệt giờ lâu lắm. Nói chung là ngày mai lên giao lưu. Thì bây giờ Sơn chào quý vị khán giả và hẹn quý vị vào ngày mai nha.